Xin chào các bạn sẽ thấy là đi ở trên đường phố, chúng ta gặp rất là nhiều những cái biển quảng cáo, hay trong các nhà hàng, hay trong các cái đơn vị sự nghiệp, thì cái led quảng cáo, ma trận không còn gì là xa lạ, và đây là một trong những cái xu thế của công nghệ. Và ngày hôm nay thì đơn vị giải pháp chung chúng tôi sẽ giúp các bạn để tìm hiểu cách để chúng ta có thể là lắp đặt, cài đặt cái hệ thống LED P10. LED P10. Thì LED P10 hiện tại giờ đang có hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất là phiên bản nạp bằng USB. Chúng ta cài đặt và lập trình các cái hoạt động ở trên máy tính, sau đó thì chúng ta cóp vào USB và chúng ta cắm vào cái bo mạch của nó. Còn phương pháp thứ hai, loại thứ hai là loại sử dụng điện thoại smartphone. Chúng ta sẽ sử dụng cái bo mạch đó và kết nối wifi với lại điện thoại, và chúng ta hoàn toàn cài đặt tự động ở trên 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 điện thoại. Đó. Và chúng ta thao tác rất là đơn giản ở trên điện thoại thôi. À, đây là một trong những phương pháp mà tiện dụng nhất. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta lắp đặt và cài đặt Net P10 dùng sử dụng cái module phiên bản Wi-Fi. Đó. Và đây là một mô hình của một hàng nhé. Đây là một hàng hàng Net. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem vị trí lắp đặt đằng sau của nó, cái bảng này. Đây là vị trí phía đằng sau của bảng LED. Thì chúng ta sẽ quan sát ở đấy thấy rằng là đây cái bo mạch của LED B10 Wi-Fi, thì nó có một cái module Wi-Fi, module Wi-Fi đây ạ. Đấy, và bo mạch của nó toàn tổng thể đây. Và đây là bo mạch này là sử dụng hai hàng LED. Chạy được hai hàng LED nhé. Và đây là nguồn của nó, nguồn này thì được tính như thế này, nguồn là nguồn điện 5V DC một chiều. Nguồn thì được tính như thế này, cái công suất mà của nguồn ấy, cái dòng của nguồn ấy thì phải bằng tổng của nguồn, tổng của các bảng LED. Ví dụ như là mỗi một bảng LED thì chúng ta sẽ tiêu thụ khoảng tầm 3A, thì ở 3A đến 4A thì chúng ta sẽ tính là, ví dụ giả sử cứ tối đa là 4A đi, thì hai cái bảng nét chẳng hạn thì sẽ là 8A, thì chúng ta phải đảm bảo cái nguồn của chúng ta phải trên 8A nhé. Thế còn cái nguồn mà để cấp cho cái bo mạch này thì nó không đáng bao nhiêu cả, thì chúng ta sẽ có thể bỏ qua nguồn, dòng nguồn mà phải tính thêm cái bo mạch. Thế thì ở đây chúng ta chỉ cần quan tâm tới 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 cái công suất của nguồn, cái dòng của nguồn ấy, cái dòng định mức của nguồn ấy phải lớn hơn cái mức tiêu thụ của bảng LED. Ví dụ như là cái bảng LED mà nó hai hàng, mỗi hàng là khoảng 3 tấm chẳng hạn, thì là tức là 6 tấm, 6 tấm mà nhân với này 4, 6 4 24, thì chúng ta phải sử dụng một cái cục nguồn là phải tầm 30A. 30A trở lên. Ví dụ như ở đây thì tôi đang sử dụng cái nguồn này là có 5V và 100W. 5V 100W. Đấy, còn các bạn dùng nhiều led hơn thì chúng ta có thể là dùng cái nguồn nhiều hơn. Thế thì ở trên cái bo mạch của chúng ta đấy, thì chúng ta sẽ có đây các hàng của nó đây. Thì chúng ta sẽ có hai cọc màu đen để chúng ta cắm 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 bảng led vào, và các led thì sẽ được nối tiếp với nhau. Ví dụ đây là cái rắc led thứ nhất này đi vào này, nó có mỗi mũi tên nhé, ở trên cái bảng led nó không mũi tên. Sau đó thì chúng ta sẽ có cái bảng led thứ hai, cái đầu đầu thứ hai, chúng ta nối tiếp với lại cái bảng led thứ hai tiếp theo, và chúng ta cứ mắc nối tiếp vậy thôi. Đó. Thì đây là cái chân
sơ cua này để nó nối tiếp theo cái bảng nét thứ ba này. Ở đây tôi có hai bảng nét và ở giữa thì là có cái rắc nguồn nhé, rắc nguồn, rắc nguồn. Ở đây cũng có rắc nguồn này. Mỗi một nét nó có một cái rắc nguồn. Rắc nguồn là dùng 2 dây thôi, 2 dây và cấp nguồn 5V. Rồi, cơ bản đó là chỉ như vậy thôi. Thì các bạn chỉ cần lắp đặt như vậy là xong. Đấy, ngoài ra thì ở đây thì các bạn sẽ quan tâm hơn một chút nữa. Đây, với bo mạch thì chúng ta có cổng USB. Cổng USB này thì chúng ta có thể cài đặt ở trên máy tính này. Sau đó thì chúng ta nạp chương trình vào trong USB và chúng ta cắm vào đây. Sau đó là nó tự động nó sẽ nạp vào trong cái bo mạch của chúng ta. Thế còn chúng ta sử dụng Wi-Fi thì chúng ta sẽ kết nối với điện thoại, sau đó thì chúng ta sẽ cài đặt ở trên điện thoại để chúng ta có thể là bắn luôn cái nội dung chương trình vào đây. Đó. Còn ở đây chúng ta có ba cái rắc, một cái rắc màu vàng, hai cái chân rắc màu đen. Hai chiếc con rắc màu đen thì chúng ta sẽ vào hai hàng rồi. Đó, vậy là xong. Các bạn, đây là cái bo mạch phiên bản mới thì nó là cái bo mạch màu xanh. Đó, còn phiên bản cũ là bo mạch màu đỏ. Thì bây giờ tôi sẽ test luôn cái bo mạch mới nhé, nào cái bo mạch màu xanh này. Khi các bạn nhận được hàng thì nó sẽ là một bo mạch như thế này. Hiện tại phiên bản này thì chúng tôi hiện tại đang có là phiên bản Wi-Fi loại 2 hàng và 4 hàng. Có loại 4 hàng nhé, các bạn có nhu cầu thì sẽ đặt chúng tôi. Và khi mà chúng ta nhận được thì là một bo mạch như này. Rồi, và một cái tờ hướng dẫn của nhà sản xuất. Ở đây thì nó là tiếng Trung. Chúng ta có cái mã code, cái mã QR code này để chúng ta quét, để chúng ta cài đặt cái phần mềm. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng điện thoại này. Chúng ta sử dụng điện thoại. Chúng ta sẽ quét cái QR code này. Thì chúng ta sẽ quét cái mã đầu tiên ở bên tay trái này. Đấy, sau khi mà bấm quét xong thì chúng ta sẽ tải tới cái trang của nó. Thì trang của nó ở đây nó sẽ có hai phiên bản Android và phiên bản của iPhone. Các bạn sử dụng phiên bản nào thì chúng ta sẽ bấm và chọn cái phiên bản đó. Để còn cái phần QR code thì các bạn lên cái app, chúng ta app store đấy. Đó, của iPhone thì là App Store. Chúng ta đánh chữ QR code ra thì chúng ta tải cái chương trình QR code về. Đấy, sau đó thì chúng ta quét cái QR code của cái ô không mũi tên này. Sau khi quét xong thì chúng ta sẽ nó sẽ link tới cái đường ở cái phần mềm này. Chúng ta sẽ tải về. Các bạn dùng Android thì chúng ta sử dụng phần mềm của Android. Đấy, còn iPhone thì chúng ta sử dụng cái biểu tượng của iPhone. Ví dụ ở đây tôi dùng iPhone thì tôi sẽ tải cái iPhone này về. Đó, đây là cái phần mềm của nó để chúng ta điều khiển nó. Thì ở đây tôi đã tải rồi, tôi đã cài đặt rồi thì tôi sẽ mở ra thôi. Còn các bạn chưa tải về thì chúng ta bấm tải về thôi. Đây tôi mở ra này. Thì khi chúng tôi mở ra thì nó là cái giao diện như thế này. Các bạn có thể là lúc đầu nó cài đặt có thể là tiếng Trung thì chúng ta có thể thay đổi cái ngôn ngữ. Thì chúng ta sẽ vào cái phần ngôn ngữ. Đây. Ngôn ngữ ở dòng thứ ba từ dưới lên nhé. Ngôn ngữ này. Ngôn ngữ. Thì chúng ta sẽ chọn cái English. English. Rồi, English. Và chúng ta sẽ cài sẽ sau khi mà đã sử dụng cái này rồi thì chúng ta sẽ nhìn cái giao diện của nó toàn bộ bằng tiếng Anh, dễ nhìn hơn. Rồi, bây giờ tôi sẽ thay cái bo mạch màu xanh kia.
vào cái bo mạch màu đỏ này. Vì bo mạch màu đỏ này thì vẫn đang hoạt động rất là bình thường. Chúng tôi muốn test cái bo mạch màu xanh này cho các bạn. Rồi, ok bạn. Ở đây thì tôi lắp đặt ở đây rất là đơn giản thôi. Đó, chúng ta chỉ cần hai vít hai đầu để đỡ này. Hoặc là nếu chúng ta cẩn thận hơn thì chúng ta làm 3 vít. Ở đây nó có 3 cái lỗ vít. Còn cái bo mạch mới thì chúng ta có 4 lỗ vít nhé. Bo mạch cũ là chỉ có 3 lỗ vít. Rồi, và ở đây là nguồn đấu vào. Đó, nguồn đấu vào đây. Đó, và đây là cái cáp này chúng ta đưa ra ngoài. Rồi, ok. Đó, đã ngắt nguồn ra rồi, bây giờ tôi sẽ tháo này. Để đơn giản thì tôi sẽ tháo đâu, tôi sẽ câu ngay luôn chân vào từ đấy để cho nó ổn định. Tương tự như khi mà các bạn làm lần đầu tiên cũng vậy, thì chúng ta cũng chỉ cần cấp nguồn vào, thì cục nguồn này nó đi vào đây này, nó nối luôn ra hệ thống dây của đường dây của đèn led thôi, thì đây cũng coi như là cái điểm nối thôi. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ còn một công đoạn là cắm rắc nữa thôi. Chúng ta cắm cái này, chúng ta cắm chú ý như thế này là cái chân OE ở bên dưới này này, nó là cái dây màu đỏ ở phía, nó trùng với dây màu đỏ, này. Và chúng ta cắm ngược thì chúng ta sẽ đèn nó sẽ không ra, nó không sáng, cái đèn led của chúng ta ấy, cái đèn B10 của chúng ta đấy, thì chúng ta sẽ phải là có cái mũi tên ở phía đằng sau của nó, thì chúng ta sẽ câu cái dây này vào đúng phía đầu mũi tên vào. Thế thì đèn led này nó sẽ nằm bên cái dao rắc này, nó nằm bên tay phải của đèn led nhé. Chúng ta phải chú ý cắm ở đây, thì như cái rắc này tôi đang cắm là cái đầu mố của nó sẽ quay xuống dưới này. Mố được quay xuống dưới như vậy nhé. Rồi, như thế là xong rồi đấy. Rồi. Đó là lắp đặt thì đã như thế này là đã hoàn tất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành các cái bước kết nối với nó và cài đặt nó. Các bước kết nối và cài đặt nó thì chúng ta sẽ có hai cách. Một là chúng ta cài đặt chương trình ở trên máy tính, cóp vào USB. Sau đó cái USB của chúng ta phải nhớ là format nó đi nhé. Sau đó thì chúng ta cắm vào cổng USB này. Phương án thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng cái module Wi-Fi này. Chúng ta kết nối với điện thoại. Sau đó thì chúng ta dùng app để chúng ta điều khiển nó. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn thao tác ở trên điện thoại. Rồi, sau khi mà chúng ta đã cấp điện cho nó thì cái bo mạch này của chúng ta sẽ hiển thị như này. Thì đây là khi mà nó lắp đúng nhé. Khi các bạn lắp đúng thì lúc đó cái màn hình led nó sẽ hiển thị lên như trên. Còn nếu mà chúng ta lắp sai thì có thể là hình led này nó sẽ không lên được nhé. Nó sẽ không lên. Đó, còn thì chúng ta lắp đúng rồi thì đây này. Thứ hai nữa là cái nguồn điện chúng ta cung cấp cho bảng led chẳng hạn.
nếu chúng ta mà cái nguồn điện chúng ta bị cấp mà dòng nó không đủ đấy, tức là không đủ điện áp để cung cấp dòng cho cái bảng nét ấy, thì nó cũng không nên nhé. Khi mà các bạn kiểm tra không nên thì các bạn sẽ kiểm tra một số cái yếu tố đấy. Cái thứ ba là cái cáp mà cái cáp mà kết nối với lại từ bo mạch ra mặt hình nét ấy, các bạn mà cắm mà bị ngược thì cũng sẽ có hiện tượng là sẽ không lên. Thì các bạn sẽ phải kiểm tra một số cái yếu tố như thế để làm sao khi chúng ta lắp đặt, chúng ta chưa cài đặt gì cả mà chúng ta phải lên được màn hình như thế này, có thể là chữ khác đó, nhưng mà nó phải là chữ này chạy được ra này. Thì sau này tôi sẽ cài đặt một cái chữ khác lên đây, để một cái chữ test lên trên đây. Thì ở đây là cái mô típ như thế. Sau khi mà làm xong như vậy thì chúng ta sẽ mở điện thoại ra này, chúng ta sử dụng điện thoại nhé, chúng ta vào phần cài đặt. Ở đây tôi đang dùng điện thoại iPhone nhé, còn các bạn mà dùng điện thoại của Android đó, thì các bạn nó sẽ hơi khác một chút. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ vào cái phần cài đặt, chúng ta vào cái mục Wi-Fi nhé, Wi-Fi này đó. Thì chúng ta sẽ loát Wi-Fi, thì bắt đầu nó sẽ bằng chữ KLX. Đó, KLX thì cái đuôi đằng sau thì mỗi một module nó sẽ có một cái đuôi khác nhau. Đấy, còn cái bắt đầu là cái tên của nó sẽ là KLX. Chúng ta bấm vào cái phần KLX này. Mật khẩu sẽ là từ 1 đến 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sau đó chúng ta bấm vào phần kết nối. Chúng ta nhớ rằng là chúng ta phải cài cái app trước nhé, cài app trước, cái phần app trước tôi đã hướng dẫn các bạn lúc đầu đấy. Thì chúng ta phải cài app trước, sau đó thì chúng ta mới kết nối Wi-Fi này vào đây. Bởi vì khi chúng ta kết nối Wi-Fi rồi thì chúng ta sẽ không kết nối với mạng Internet ngoài đâu, mà chúng ta chỉ là kết nối Wi-Fi với lại cái thiết bị của NetP10 này thôi, cái bo mạch đấy thôi. Đây, cái app mà chúng ta cài đặt thì nó có biểu tượng màu đỏ đỏ này, nó có từ hai từ tiếng Trung và một từ net này. Đó, từ net. Đó, các bạn sẽ bấm vào đây. Và đây thì đây là cái toàn bộ cái giao diện của nó này. Đó. Đây, chúng ta vào bấm vào cái bút sửa này. Bút sửa này. Chúng ta gõ một từ. Ví dụ ở đây tôi gõ là giải pháp chung chẳng hạn nhé. Chung. Cái này các bạn có thể là gõ chữ có dấu được nhé. Ok. Rồi, sau khi bấm xong thì chúng ta bấm vào send. À, ở đây nó ghi là not connect. Chúng ta bấm vào setup xem nào. Cho phép truy cập vị trí này, chúng ta bấm vào khi dùng ứng dụng này. Ok. Cho phép cái thằng này nó truy cập vị trí thì chúng ta phải bấm là khi dùng ứng dụng. À, thì nó bắt đầu nó mới cho chúng ta cài đặt nhé. Chúng ta quay về xem nào. Tôi bấm xem. Đó. Các bạn thấy không? Chữ nó đã đầu hiện thị lên rồi, giải pháp chung rồi, hiện thị lên. Đó. Cái này bắt buộc chúng ta phải cài đặt cái phần vị trí thì nó mới cho chúng ta sử dụng cái phần mềm này. À, lúc này chúng ta sẽ là ở đây nơi hiện tại giờ nó đang là hai hàng. Bây giờ mình phải điều chỉnh lại cái cột này. Cái khung này nó bằng cái khung của mình. Các bạn vào phần ba chấm nhé, ba chấm ở trên góc trên cùng bên tay phải này, và chúng ta sẽ chọn tới cái phần screen dòng đầu tiên ấy, thì chúng ta sẽ chọn cái chiều cao, ví dụ chiều cao này là 332, thì chúng ta sẽ chuyển thành 16 nhé, 16. À, cái chiều cao của thằng khung này là 16 nhé.
Còn cái 1632 nhé chứ. Thì chỗ này nó là 32. 32 x 2 bằng 64. 64. Xây vào này. Ok. Thế thì lúc này cái khung của chúng ta nó sẽ chỉ còn lại là khung của chúng ta sẽ có chỉ còn lại là 16 và 64 thôi. Tức là đây là hai tấm bạn nhé, hai tấm. Và chúng ta sẽ sửa lại. Cái này bạn có thể gõ dấu được. Ok. Sau đó chúng ta bấm xem. Đấy, các bạn sẽ thấy chữ giải pháp chung đã hiển thị. Ok. Rồi, tương tự như vậy thì chúng ta có thể là cài đặt chế độ giờ. Đấy, rồi này chúng ta có thể loát nhiều chức năng khác. Đấy, thì chúng ta cũng có thể nào loát được nhé. Chúng ta add thêm một cái program nữa đi. Sẽ là ok hơn rất là nhiều. Chúng ta cho một cái chữ nữa đi. Ví dụ như là tôi sẽ cho một cái dòng chữ ở đây. Là 09, số điện thoại của tôi đi. 0936824969. Ok. Từ xem này. Đó, tôi đã gửi sang nhé. Các bạn xem này. Thì là đây nó cũng có đồng hồ đấy này, 0936 này. Vừa giờ mình chèn một cái đồng hồ vào nó đã có cái đồng hồ rồi. Thì đấy nhá, đấy là có hai chương trình nhé, hai chương trình nó chạy này, chương trình 1 và chương trình 2. Các bạn có thể add rất là nhiều chương trình vào đấy cũng được nhé. Thì chúng ta quay lại cái chương trình 1, chúng ta sửa lại. Chương trình 1 vừa rồi tôi lỡ tay tôi chèn cái đồng hồ vào. Đây. Đấy, bây giờ mình chèn cái đồng hồ vào đây. Em ra là giờ mình sẽ bấm vào đây mình xóa đồng hồ đi nhé. Xóa đồng hồ đi. Bạn nhìn rõ không nhỉ? Đây này. Bây giờ tôi chèn đồng hồ đây này. Thì cái này mình có thể kéo giãn to ra to vào, thì chúng ta chọn vào cái chữ nó và chúng ta bấm kéo ra kéo vào để chúng ta có thể chia ra. Ví dụ như là tôi cho chữ giải pháp nó chỉ một nửa đấy, một phần đấy, xong còn phần còn lại là đồng hồ chẳng hạn, thì nó sẽ hiển thị như thế. Cái này bạn có thể chèn luôn đây này. Cái đồng hồ tôi đã chèn vào rồi, giờ tôi xóa đi chẳng hạn, xóa đi. Tôi lại kéo giãn cái dòng này ra này. Đấy, bây giờ bạn nhìn thấy cái đồng hồ nó là một nửa đúng không? Nó bị chèn bởi vào cái chữ giải pháp chung đúng không? Bây giờ tôi đã xóa đồng hồ đi rồi nhé. Và tôi lại sẽ xem lại phát nữa này. Đấy, các bạn sẽ nhìn kết quả này. Đấy, cái đồng hồ mất đúng không? Và chữ giải pháp chung và số điện thoại. Đấy, ok. Rồi. Chương trình thứ 3. Chương trình 1, chương trình 2 rồi. Tôi thêm một cái chương trình nữa vào đi. Chương trình thứ 3 là tôi sẽ chèn thêm cái thời gian. Đúng không? Tôi sẽ cho thêm một cái thời gian vào đây. Thời gian thì chúng ta sẽ phải xóa cái thằng chữ này đi. Đó, sau đó chúng ta áp xóa cái dòng chữ mặc định của nó đi. Chèn một cái thời gian vào. Đó, ví dụ giờ đây chẳng hạn. Đó, hoặc là chúng ta đây là nó mặc định là giờ nhé. Chúng ta có thể tắt giờ đi, chúng ta chọn ngày. Đó, ngày DD man man year này. Đó. À, xong đó giờ thì chúng ta tắt giờ đi, năm đi, năm là tắt nhé, năm là tắt. Rồi sau đó chúng ta xem, các bạn sẽ nhìn kết quả. Chương trình thứ nhất là giải pháp chung này, chương trình thứ hai là số điện thoại này, chương trình thứ ba là ngày này, đó, hiện thị ngày luôn nhá. Cái ngày nó đang bị khuyết, chúng ta có thể giảm cái mức xuống để cho nó vừa. Đó. Xong bấm nút back lại, quay lại này. Chúng ta bấm vào phần send này. Chữ này chạy xong, số điện thoại xong này. Ngày nó hiển thị lên này. Đấy. Cỡ chữ 12 là vừa đủ khít luôn. Đấy, ví dụ như thế. Vậy là tóm lại là có rất là nhiều thứ để các bạn có thể là nghiên cứu và khám phá từ cái app này. Đó. Và nó giao diện bằng hoàn toàn bằng tiếng Anh nên là cũng khá là thân thiện để chúng ta có thể là sử dụng được.
có vấn đề gì về cài đặt hoặc thắc mắc, các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0936 824 969. Chào và cảm ơn các bạn.